Xin chào các em, mình là Duy Mạnh. Như cái tên của mình, khi hát trên sân khấu cũng như mạng xã hội, mình muốn hướng đến sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo thời gian của tuổi tác, có những lúc tôi cảm thấy không mạnh bởi lịch diễn dày đặc khiến cơ thể suy nhược, chức năng đàn ông suy giảm khiến tôi trân trọng nhiều đêm. Rất may là bạn bè đã giới thiệu top men đến với tôi. Dù đã 40 tuổi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất là mạnh mẽ và rất nhiều phụ nữ thích tôi, không đơn thuần chỉ là giọng hát. Đã chơi là cái chất, top men chắc chắn sẽ không làm chị em phụ nữ thất vọng. Top men này thành phần rất là phong phú, trong đó có gì? Có cao dâm dung hoắc, có cao ba kích, rồi có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu và axinin. Những cái thành phần này rất là phong phú và đã từng nhiều năm được sử dụng và đặc biệt là có tác dụng hỗ trợ sinh lý về nam giới. Thì cái sản phẩm này ấy, thì nó có công dụng rất là hữu ích cho những người mà bị yếu về thận. Nó tác dụng là bổ thận, tráng dương và đồng thời là giúp cho những người nam giới chúng ta là mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực và đang tăng cường sinh lý, giúp gì? Giúp làm những người mà đang có chiều hướng giảm, suy giảm chức năng của sinh lý thì tốt hơn. Về đối tượng sử dụng thì rất là phong phú. Đối tượng sử dụng dùng cho những nam giới mà bị suy giảm về chức năng về sinh lý, hoặc là nam giới có nguy cơ bị mãn dục sớm, nam giới bị thận yếu, rồi từ cái thận yếu đó làm cho gì? Làm hay bị đau lưng, rồi hay bị mỏi gối và đồng thời tiểu đêm nhiều, thì cái sản phẩm này rất tốt cho các bạn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.